Thu về cho các bạn, ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị cơ quan điều tra bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, dụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thái Hà được cơ quan điều tra ban hành ngày 21 tháng 4. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các bị can sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản